xã hội hóa và đã phát cả COVID-19 thì các đồng chí đã biết rồi thì hộ mà có ít nhân khẩu chúng ta xuất phát là phát 10 cân lúc này là chúng ta đã phát là đăng ký và phát là 7,5 tấn rồi. Sáng nay con số này cũng đã báo cáo được và không phải bây giờ chúng ta mới phát mà khi lúc mà chúng ta kiểm soát được và các phường đã chủ động và đã mua nhu yếu phẩm để mà hỗ trợ cho lúc mà đã nhu rồi. Họp với các chủ tịch tôi xin mong quý vị là hôm nay chúng ta sẽ được giao chỉ tất cả hiện nay đấy là từ hiện cho những hộ nghèo những khó khăn yêu cầu tất cả các chủ tịch phường và công an quận chỉ đạo chúng ta tổng hợp tất cả phải được kiểm soát. Tôi cũng nói luôn là kiểm soát ở đây nó có hai cái rất quan trọng. Một là chúng ta kiểm soát dịch bệnh, có nghĩa là an ninh chính trị. Hiện nay có một số các đối tượng lợi dụng việc phát ngoài cho những cái hộ sáng nhân gian
nặng tình sâu, người với người sống để yêu nhau. Trên đất nước mến yêu, cuộc đời còn vất vả mà niềm mơ ước chắp cánh bay xa. Ta chung sức góp công, tương lai sẽ đẹp hơn ngàn con suối nhỏ nhỏ và tấm lòng ta đó. Đến với nhau bằng tấm lòng vàng để yêu thương tỏa sáng nhân gian. Với cuộc đời đầy nghĩa nặng tình sâu, người với người sống để yêu nhau. Đến với nhau bằng tấm lòng vàng để yêu thương tỏa sáng nhân gian. Với cuộc đời đầy nghĩa nặng tình sâu, người với người sống để yêu nhau. Với cuộc đời đầy nghĩa nặng tình sâu, người với người sống để yêu nhau. Thời kỳ dịch này, cái dịch này là giữ gìn sức khỏe, nhà cửa vệ sinh một càng sạch sẽ vệ sinh nhé, để làm sao mà
Lâu nay chính phủ cùng toàn dân ta trong dịch, đẩy lùi Covid, nước Nam ta quyết giành chiến thắng. Dù gian nan dẫu khó khăn ta chẳng sợ, cách ly khoanh vùng đảng ta ra sức quyết liệt. Toàn dân ta ơi, nhớ nhắc nhau chấp hành tổ thơ, ta đi đâu phải nhớ không trang mang theo bên mình dung dịch trở tay sát quần. Để an toàn tuyệt đối mỗi người chúng ta hãy nhớ những lời Bác đã, ý thức ta chấp hành cuộc chiến chống dịch thành công. Khi đi xa về từ nơi nào có dịch, mọi người khai báo để cách ly an toàn tuyệt đối, bảo vệ người thân để nước Nam ta an toàn. Quê hương gian rộng vòng tay ôm lấy mình, thì mình phải biết chớ dối gian trung thực nhớ chưa. Ta cách ly 14 ngày thôi, nhưng mang an toàn đến cho tất cả mọi người. Vậy ta phải tự giác chấp nhận cách ly, đừng nghĩ có điều tiên tri. Ý thức ta chấp hành đất nước ta càng bình an. Khi đi xa về từ nơi nào có dịch, mọi người khai báo để cách ly an toàn tuyệt đối, bảo vệ người thân để nước Nam ta an toàn. Quê hương giang rộng vòng tay ôm lấy mình, thì mình phải biết chớ dối gian trung thực nhớ chưa. Ta cách ly 14 ngày thôi, nhưng mang an toàn đến cho tất cả mọi người. Vậy ta phải tự giác chấp nhận cách ly, đừng nghĩ có điều tiên tri. Ý thức ta chấp hành đất nước sẽ càng bình.